sợ tôi chết rồi. Xin lỗi cô. Trời đất ơi, cái gì vậy? Dạ cô ơi. Một đuôi hay sao mà không thấy tôi xuống mà quét vô chân tôi vậy? Dạ dạ cô. Dạ tôi không thấy cô quản gia xuống. Dạ. Bộ điếc hả? Hả? Có điếc không? Tôi đi cọc 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 vậy mà bà không nghe. Dạ tôi xin lỗi. Dạ. À, cái kiểu này là mày ghét tao, mày không ưa tao nên mày mới muốn quét tao ra khỏi cái nhà này đúng không? Dạ không có cô. Dạ tôi không dám. Dạ tại vì tôi lỡ tay thôi hà. Dạ tôi xin lỗi cô. Lỡ tay hả? Lỡ tay hả? Coi coi. Lỡ tay. Lỡ tay hả? Lỡ tay. Bỏ má tôi ra. Ôi da. Trời ơi là trời. Bà con ơi coi nè, con Ngọc Bích bữa nay nó đánh tôi nè. Tôi không dám đánh bà. Mày trả treo hả? Má con mày một chuột như nhau. Dọn đồ ra khỏi cái nhà này mau. Chừng nào ông bà đuổi, má con tôi sẽ lập tức đi ngay. Trời ơi trời. Mày gan quá hả? Mày dám nói chuyện cầu cao với tao hả? Gan mày lớn lắm rồi. Bữa nay mày mềm xương với tao. Mày thôi chị, thôi chị. Tôi xin cô mà. Thôi mà. Dạ. Thôi mà vậy đủ rồi. Đủ cái gì? Trời ơi Tiến ơi, con coi má con nó kìa. Má con nó ức hiếp gì nè. Má nó thì lấy chổi quét gì ra khỏi nhà, còn nó thì nó đánh gì đó, nó xô đầu gì vô tường nè. Chị ơi, vì nó nhỏ nhỏ thôi, vì là lớn quá ba má con dậy rồi thì sao? Đi lên đi chị. Đi nhanh đi, đi mà. Liệu hồn tao đó. Đi, đi nhanh lên chị. Đi. Má, má có sao không vậy má? Má ngồi xuống đây đi má. Má, tại sao bà quản gia đánh má vậy? Con biết tánh cô quản gia mà. Người làm mà trật ý cổ một chút là cổ ào ào làm dữ vậy thôi. Chứ má không có sao hết á. Con đừng có lo nghe không. Mình đi khỏi đây đi má. Con muốn đi khỏi đây thật hả? Má không đi đâu. Không phải hồi nãy con nói là chỉ có ông bà mới đuổi mình đi được hay sao? Con không muốn ở lại đây nữa. Ở đây không phải là tốt gấp mấy lần cuộc sống của mình trước đây hay sao con? Ở đây má con mình không phải lo giải dầu mưa nắng, không phải lo thiếu ăn thiếu mặc, phải không? Má đừng có lo, con sẽ không để cho má sống đói lạnh đâu. Con sẽ lo cho má. Con không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Tại sao vậy? Hả? Tại sao? Con không muốn nhìn thấy má bị người ta sỉ nhục. Ôi trời, con khờ quá. Mấy cái chuyện đó mà có xá gì? Con để bụng làm chi? Hả? Con không nhớ hồi trước á, con không nhớ là tía con hành hạ đánh đập má cỡ nào hay sao? Mình làm mướn cho người ta, có sai sót thì người ta mắng chửi một chút cũng bình thường thôi mà. Má đã thoát được tía rồi. Con không muốn người khác tiếp tục đe dọa sỉ nhục má. Má, má con mình đi khỏi đây đi. Bây giờ mình đi đâu được hả con? Thì bật quá má con mình xin vô một nhà giàu nào đó làm. Bích à, con nhìn đi, con nhìn kỹ má đi. Hả? Liệu có ai dám cho người đàn bà có gương mặt đáng sợ như vậy vô ở trong nhà không hả con? Hả? Sẽ không có ai đâu. Không có ai đâu. Má con mình may phước lắm mới được ông bà nhận vô làm. Má biết con gái của má cũng chịu nhiều ấm ức. Về cậu chủ với bà quản gia
có khắt khe. Nhưng mà con nghĩ lại đi, ông bà với cô hai, rồi còn dì Tám nữa, những người đó đối xử với má con mình như thế nào hả? Con đi đâu tìm được những người như vậy? Từ ngày vô ở cái nhà này, con của má trắng da dài tóc, xinh đẹp hẳn ra, lại còn được cô hai coi như chị em, dạy cho thiêu thùa may vá. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cực khổ cỡ nào má cũng cam lòng. Huống hồ gì có chút xíu chuyện đó hả con? Ngoan, nghe lời má. Nghe, má con mình không đi đâu hết á. Chỉ cần mình nhịn nhục họ chút xíu thì chuyện gì cũng qua mà. Nghe lời má. Nghe. Nghe.